Chùa Hằng Pháp trân trọng giới thiệu chương trình Diệu Âm Hoàng Phát lần đầu tiên ra mắt khán giả miền Trung tại Rạp Hát Trưng Vương, hiện đại bậc nhất của thành phố Đà Nẵng. Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Thượng tọa Thích Chân Tính, biên tập Chí Giác Thông, chương trình Diệu Âm Hoàng Phát 4 với chủ đề Vui Trong Ánh Đạo được chia làm 3 phần. Phần 1 Vui Trong Ánh Đạo gồm những giai điệu sâu lắng, đưa quý vị khán giả trở về với những khoảng lặng của tâm để cùng nhau tìm về hoa tâm, mang yêu thương, mang những cảm nhận tinh tế về sự sống vào từng sát na. Sang phần 2, bằng việc thực hiện sân khấu động cũng như phối hợp các hiệu ứng ánh sáng, lại đưa người nghe trở về cuộc sống thường nhật với những xúc cảm của một đời sống muôn màu, để rồi cùng với nhóm hài Cát Phượng, quý khán giả đã có những trận cười sảng khoái nhưng vô cùng sâu lắng thông qua kịch ngắn Mong Chồng Siêu Thoát. Phần cuối, với ý nghĩa khi con người hiểu đạo, biết đạo và mang đạo vào đời sẽ khiến cuộc sống thêm thăng hoa, an lạc. Đặc biệt, trong chương trình lần này, hơn 80% bài hát lần đầu tiên được thể hiện trên sân khấu được sự dàn dựng công phu của đạo diễn Lê Hồng Phước cùng sự góp mặt của các ca sĩ Lý Hải, Quách Thành Danh, Quách Tuấn Du, Dương Ngọc Thái, Đức Tuấn, Nguyên Vũ, Mỹ Lệ, Phạm Trưởng, Hồ Quang Hiếu, Bằng Cường, Blada, Hạ Trâm, Saka Trương Tuyền, Thu Trang, Nhật Thanh, Khánh Trâm, Bé Thủy Vi, MC Quỳnh Giang, MC Anh Quân, Vũ Đoàn ABC, Hoàn Vũ, Hương Sen, Yo, Thiên Thần Nhỏ và nhóm múa Đà Nẵng. Cùng đội ngũ chuyên viên kỹ thuật và đạo diễn âm thanh ánh sáng đến từ thành phố Hồ Chí Minh, hứa hẹn mang lại cho quý khán giả một chương trình công phu hoành tráng với những giai điệu ngọt ngào mang đậm hương thiền. Chùa Hoàng Pháp trân trọng kính mời quý vị khán giả đón xem DVD Diệu Âm Hoàng Phát 4, chủ đề Vui Trong Ánh Đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Anh Quân và Quỳnh Giang xin được hân hoan chào mừng Chư Tôn, Thiền Đức Tăng Ni, quý vị quan khách và quý Phật tử gần xa đang đến với chương trình ca nhạc Diệu Âm Hoàng Pháp 4 với chủ đề Vui Trong Ánh Đạo được tổ chức tại Nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, chương trình ca nhạc Diệu Âm Hoằng Pháp 4 vừa chính thức được bắt đầu với ca khúc Vui Trong Ánh Đạo, sáng tác của Hà Mai Tân qua phần biểu diễn của các ca sĩ Bằng Cường, Quách Tuấn Du, Hạ Trâm, Thu Trang cùng vũ đoàn ABC, Hoàng Vũ và Yo. Kính thưa quý vị, Diệu Âm Hoằng Pháp, chương trình ca nhạc Phật giáo định kỳ duy nhất tại Việt Nam hiện nay, sau 3 kỳ tổ chức thành công tại thành phố Hồ Chí Minh, đêm nay lần đầu tiên chương trình được đến với thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp, nơi có những con người hiền hậu, chất phác, bình dị, nơi có những người con Phật luôn hướng về Phật Pháp. Vâng, thưa quý vị, Vui Trong Ánh Đạo đó chính là hạnh phúc khi chúng ta biết sống, biết yêu thương, biết hòa mình vào thế giới quanh ta bằng trái tim hướng thiện và biết bao dung, thứ tha cho những lỗi lầm của người khác. Kính thưa quý vị, một trong những tập quán đẹp của người Việt Nam chúng ta là đi lễ chùa vào những ngày rằm hoặc những ngày đầu tháng. Chúng ta tìm đến với Phật vì nhiều lý do khác nhau. Có thể là nguyện cầu cho bản thân và những người thân yêu của mình được bình an vô sự và gặp được những may mắn trong cuộc sống. Có khi là dâng hoa tạ lễ vì lời cầu nguyện đã thành hiện thực. Cũng có khi đó chỉ là một chuyến dạo chơi vắn cảnh, lắng lòng nghe âm thanh trầm bổng của lời kinh, tiếng chuông với mong muốn tìm lại sự thanh thản, an nhiên sau những ngày làm việc căng thẳng. Nhưng trên tất cả, đó chính là lòng khát ngưỡng, sự thành kính và niềm tin vào sức mạnh tâm linh khi được nép mình dưới chân Phật từ bi. Có thể nói rằng, kể từ khi Đức Thích Ca thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, thì cả nhân loại đã nương nhờ vào giáo pháp của Ngài để hóa giải những nỗi khổ đau trong cuộc sống. Vâng, chính nhờ những giáo lý nhiệm màu ấy mà con người đã được giải thoát khỏi những lỗi lầm và thù hận để biết sống hướng thiện, hướng thượng hơn. Đến với cửa Phật là đến với những giá trị thường hằng, vĩnh cửu. Đến với cửa Phật là đến với sự bình yên trong tâm hồn để cảm nhận được sự vi diệu và niềm an lạc trong từng bước chân đi.
trăng. Lời kinh siêu kỳ thăng thắm ngân vang theo tiếng mô trăm trăm buông. Hàng cây xanh mát bên đường niềm tô những đó hoa hương xa la. Xa la tên gọi loài hoa mù tròn sau cánh nở ra sắc hồng. Sông thiên mùi hương thanh khiết ngát sông cánh thềm sáng còn sáng thắm khoe duyên chiều tan sắc rơi bên đường bên hiên cánh trần tiếng nói vẫn vương nhạch cành hoa ngộ vô thường sáng nắng ngàn xưa đại giác thính ca. Ai nhìn bên góc xa là niềm bàn xa là sự tích huy hoàng tòa hương đưa tiên gót vàng siêu thắng xa là đẹp mãi nghìn năm xa là thơm mãi trong lòng nhân sinh. Tòa hương đưa tiên, gót vàng siêu thắng. Xa
nước lên đồi bờ trong xanh. Nơi ấy có cây đa già, một đời che mắt lòng ta. Nơi ấy có ngôi chùa xưa, tiếng chuông êm đềm gợi nhớ. Êm đềm gợi nhớ nên lòng tôi nhớ từ bao giờ. Chùa xưa mai ngôi siêu phong, nơi cha tôi về nguyện cầu quân thái dân à. Chiều em nghe tiếng chuông ngân, mới thấy lòng ta không vơn vấn câu hồng trần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Cầu cho khắp chúng sinh an vui và hạnh phúc, lòng chia sẻ những đời làm thơ. Nơi ấy có tôi cây về thắp hương nhân cầu lan. Nơi ấy có em dịu dàng cầm cành hoa thắm mùa xuân. Ta đến viên ngôi chùa xưa, dắt ta qua thời thơ ấu, qua thời thơ ấu cho lòng tôi nhớ. Hát lên khúc ca yêu đời cho lòng thanh tịnh, dạt dào
Quý vị vừa thưởng thức những ca khúc Hoa Sa La, lời Thượng Tọa Thích Chân Tính, nhạc Nguyễn Văn Trung với tiếng hát của ca sĩ Saka Trương Tuyền. Ca khúc Sâu Chuỗi Bồ Đề, sáng tác Đặng Được, phần biểu diễn của bé Thủy Vi. Ca khúc Hạnh Phúc Có Phật, sáng tác và biểu diễn Bằng Cường. Ca khúc Mái Chùa Xưa, sáng tác Vũ Đức Sao Biển với tiếng hát của nữ ca sĩ Nhật Thanh. Và ca khúc Bước Chân An Lạc, đặt lời Cao Tâm dựa trên nền nhạc bài Lưu Thủy Kim Tiền với phần biểu diễn của Tốp Ca Múa Đà Nẵng cùng phần minh họa của Vũ đoàn Hoàn Vũ và Vũ đoàn Thiếu Nhi Đà Nẵng. Thưa quý vị, Đức Phật đã đưa ra nền tảng của đạo đức khi người cho rằng dù cuộc sống này có khổ và bất định, nhưng con người vẫn có thể thấy được hạnh phúc trong cái nghĩa tuyệt đối và cái nghĩa nhất thời của nó nếu biết phân biệt được giữa thiện và ác. Và muốn làm được điều này thì trước tiên chúng ta phải hiểu được bản chất của đời sống để định hướng cuộc sống của mình đi đến hạnh phúc, an lạc và giải thoát. Thế nhưng quý vị cũng thấy rằng trong cuộc sống đôi khi chúng ta không thể tránh khỏi những sai lầm, và mỗi lần mắc lỗi như vậy thì chúng ta luôn cảm thấy ăn năn và day dứt, luôn khiến chúng ta cảm thấy bất an và lo sợ. Những lúc như thế thì chúng ta muốn được trong sạch và thảnh thơi, muốn chút bỏ hết tội lỗi cho lòng được nhẹ nhàng và thư thới. Tất nhiên là chúng ta sẽ phải tìm ra phương pháp để trừ cho hết bụi bặm và tẩy trừ hết tội lỗi. Có người thì muốn tìm về với thiền môn để lắng lòng nghe tiếng chuông khuê. Có người thì lại muốn được quỳ dưới đài sen để thành tâm sám hối. Hòa theo dòng cảm xúc ấy, xin mời quý vị cùng đến với ca sĩ Hà Trâm, Hồ Quang Hiếu và Quách Tuấn Du qua các sáng tác của nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản, nhạc sĩ Giác An, ca khúc Con Xin Sám Hối và Tiếng Chuông Khuya. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Được mất khổ đau triền miên, con nay quy y thề trước tấm gương từ tôn, tu hành niệm Phật tinh tâm, gieo câu yêu thương từ ái đến nơi vùng sâu, thêm câu Nam Mô thường biết nhiếp tâm bền lâu, cho ta tin sâu Phật pháp xóa tan niềm đau, xây đời sáng tươi nhiệm quay về thôi em nhé, cho trái tim thanh tịnh, cho nụ hoa môi hé tươi thắm những mùa xuân. Qua ngát hương gần xa, nói kết duyên tình ta, vĩnh viễn xa đường mơ, cùng bước theo Phật đà. Trái tim vị tha, Quan Thế Âm Bồ Tát cứ vẫn còn một phen vượt thoát cơn ưu phiền. Bao năm lênh đênh chìm nỗi thấy đau bình yên, hơn thua đua tranh được mất khổ đau triền miên. Con nay quy y thề trước tấm gương từ tôn, tu hành niệm Phật tinh tâm, gieo câu yêu thương
trong sâu thêm câu Nam Mô thường biết nhiếp tâm bền lâu cho ta tin sâu Phật pháp xóa tan niềm đau xây đời sáng tươi nhiệm khó đau triền miên con nay quy y về trước tấm gương tự tôn tu hành niệm Phật tinh tấn gieo câu yêu thương từ ai đến nay vực sâu thêm câu Nam Mô thường biết nhiếp tâm bền lâu cho ta tin sâu Phật pháp xóa tan niềm đau xây đời sáng tươi nhiệm màu quay về thôi em nhé cho trái tim thanh tịnh cho nụ hoa môi hè tươi thắm những mùa xuân thoáng ngát hương gần xa nơi kết duyên tình ta vĩnh viễn xa đường mà cùng bước theo Phật đà thoáng ngát hương gần xa nơi kết duyên tình ta vĩnh viễn xa đường mà cùng bước theo
một đời, ta hãy tìm hạnh phúc một năm một tháng. Nếu không có một tháng một năm, ta hãy tìm hạnh phúc một ngày một giờ. Trong giây phút này vạn vật luôn đổi thay, nơi bồi nơi lỡ, nơi mưa bão, chỗ nóng chỗ lạnh, chỗ tuyết bay,
chỉ trong giây phút này. Thế giới diễn từng ngày, nơi thừa nơi thiếu, nơi đói khát, người cười kẻ khóc mãi vần xoay. Trong thế giới quanh ta bao cảm xúc chan hòa, mừng giận buồn vui thương ghét muôn, hợp tan tan hợp lẫm phong ba. Trong thế giới quanh ta bao sự việc xảy ra, chiến tranh hòa bình vui và khổ, sinh ly tứ biệt lệ xót xa. Chỉ trong giây phút này cả thế giới hiện bày, hạnh phúc đau khổ và được mất, vinh nhục đời người mãi đổi thay. Chỉ trong giây phút này thế giới diễn từng ngày, người vật cây cỏ cùng sông núi, sinh trù dị diệt sát na xoay. Trong giây phút này vạn vật luôn đổi thay, nơi bồi nơi lỡ, nơi mưa bão, chỗ nóng chỗ lạnh, chỗ tuyết bay. Chỉ trong giây phút này thế giới diễn từng ngày, nơi thừa nơi thiếu, nơi đói khát, người cười kẻ khóc mãi vần xoay. Trong thế giới quanh ta bao cảm xúc chan hòa, mừng giận buồn vui thương ghét muôn, hợp tan tan hợp lẫm phong ba. Trong thế giới quanh ta bao sự việc xảy ra, chiến tranh hòa bình vui và khổ, sinh ly tứ biệt lệ xót xa. Chỉ trong giây phút này cả thế giới hiện bày, hạnh phúc đau khổ và được mất, vinh nhục đời người mãi đổi thay. Chỉ trong giây phút này thế giới diễn từng ngày, người vật cây cỏ cùng sông núi, sinh trù dị diệt sát na xoay. Người vật cây cỏ cùng sông núi, sinh trù dị diệt sát na xoay. Người vật cây cỏ cùng sông núi, sinh trù dị diệt sát na xoay. Quý vị vừa thưởng thức các ca khúc Lối đi an lành, sáng tác Tâm Tường với tiếng hát của ca sĩ Lý Hải, ca khúc Đừng Về Bên Ấy, sáng tác Phi Long với phần biểu diễn của ca sĩ Hạ Trâm, ca khúc Hạnh Phúc Đơn Sơ, sáng tác Tôn Thất Lan với tiếng hát của ca sĩ Thu Trang, và ca khúc Chỉ Giây Phút Này, lời Thượng Tọa Thích Chân Tính, nhạc Quý Luân với phần biểu diễn của ca sĩ Quách Thành Danh cùng phần minh họa của vũ đoàn ABC và vũ đoàn Hoàn Vũ. Thưa quý vị, Quỳnh Giang đã từng được nghe một nhà sư nói rằng
người sống ý nghĩa nhất không phải là người sống lâu nhất, mà là người có cảm nhận sâu sắc nhất về cuộc sống này. Phật đã từng dạy rằng con người có 10 nghiệp, đó là thân 3, khẩu 4, ý 3. Khi quan sát một việc gì thì chúng ta phải biết rõ nó bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào. Nói như vậy để thấy rằng chúng ta cứ lưu chuyển sinh tử, tử sinh liên tục không dừng trong tam giới, nên phải nhớ khắc ghi lời Phật dạy trước mỗi việc mình sẽ và đang làm. Và trước khi bàn luận tiếp về những câu chuyện của Phật Pháp, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một tiểu phẩm với những thông điệp đầy ý nghĩa sau đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào các chư tôn, các Phật tử gần xa. Xin chúc cho mọi người luôn luôn an vui và hạnh phúc. Hôm nay ở trên chùa này có một buổi thuyết pháp với rất nhiều Phật tử. Ta mong mọi người nán lại nha. Dạ thưa Thầy, Mô Phật, có chuyện gì không con? Dạ Thầy ơi, con có thể vô chùa thắp nhang được không Thầy? Cửa chùa luôn luôn rộng mở với tất cả mọi người có tâm hướng về Phật. Con cứ vào trong chánh điện mà lễ Phật. Dạ, con cảm ơn Thầy. Này con. Dạ. Ta không phải nhiều chuyện, nhưng ta muốn hỏi con chuyện này. Dạ. Dường như con có điều gì uất phải không? Dạ. Vì con mà gia đình con tan nát hả? Con... Chào Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Cầu mong Bồ Tát phù hộ độ cho chàng trai này luôn luôn được hoan hỷ. Mô Phật. Thầy. Kìa con, có chuyện gì mà con khóc vậy? Này con, có chuyện gì con cười vậy? Con à, có chuyện gì mà con vừa khóc vừa cười vậy? Cứu con thầy ơi, cứu con thầy ơi, cứu con đi thầy ơi. Con à, bình tĩnh lại. Con có muốn lại Phật á thì con vào trong chánh điện kìa. Còn ta là thầy, con đừng có lại ta như vậy. Con biết, con thấy thầy giống như con thấy Phật rồi đó, là con cứ lại rồi cứu con. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Bây giờ đứng lên, bình tĩnh nói cho thầy biết. Đứng lên nào, đứng lên. Rồi, bình tĩnh chưa? Dạ rồi. Nói cho thầy biết coi, có chuyện gì mà đau buồn khóc lóc như vậy? Chồng con chết rồi thầy ơi. Chồng con chết à? Dạ. Mô Phật. Phàm là con người, làm sao tránh khỏi được chuyện sanh lão bệnh tử. Ai ai rồi cũng sẽ chết, kể cả ta. Ta cũng chết và con cũng chết. Nói cho thầy nghe coi, chồng con sao mà chết? Dạ, chồng con bị tai nạn chết rồi thầy ơi. Tai nạn giao thông rồi thầy ơi. Bị tai nạn giao thông à? Vậy chồng con chạy xe gì? Dạ vậy chạy... nè, chồng con á chạy xe xong rồi chồng con hả tông vô người ta mà người ta không sao hết trơn. Chồng con chết mẹo luôn rồi thầy. Vậy chồng con chạy xe gì? Xe tải hay là xe khách? Dạ chồng con chạy xe xích lô. Chồng con chạy xe xích lô. Vậy chồng con á đụng vào xe gì? Dạ đụng vào ô tô. Xích lô đụng vào ô tô thì còn gì là thân xác nữa. À chắc có lẽ là chồng con chạy xe xích lô, chồng con buồn ngủ phải không? Dạ thưa không thầy, chồng con say rượu. Say rượu à? Dạ. Mô Phật. Đã biết luật pháp nghiêm khắc cấm chạy xe tham gia giao thông trong lúc say xỉn. Bởi vì con buồn lắm thầy. Con nói với chồng con hoài, chồng con không có nghe con đâu. Sáng sớm chạy xích lô xong rồi chiều tụm năm tụm bảy cái tổ chức nhậu nhẹt vậy thầy.
nhậu đã say xỉn về đánh con quá trời, đánh con như thú vậy đó thầy. Nhiều khi con buồn lắm thầy. Đó, bây giờ chồng con chết rồi, chồng con khỏe cái thân chồng con rồi, bỏ lại mình con nè. Vì con bơ vơ lạc lõng giữa cõi đời vậy, buồn lắm thầy. Vậy... Mà thầy biết không, con tới có 3.5 đứa con nữa thầy. Con nói gì? 3.5 đứa con. 3 đứa hoặc 4 đứa? Sao lại 3.5 đứa con? Dạ, 3 đứa là ở ngoài, còn nửa đứa đang trong bụng con á. À, vậy con năm nay được bao nhiêu tuổi? Dạ thưa thầy, con 19. 19 tuổi mà có 3.5 đứa. Vậy lúc con kết hôn con được bao nhiêu tuổi? Dạ thưa thầy, lúc con 15. Con có biết luật pháp đã quy định 18 tuổi mới đến tuổi kết hôn, vậy mà con 15 tuổi con đã lấy chồng rồi con. Dạ thưa gì? Thầy, con lách luật. Lách á, con lách được hết á thầy. Mô Phật. Thầy biết sao không, tại nhà con nghèo quá đi, cái ba má con gả con sớm cho đỡ kinh tế gia đình đó thầy, đỡ miệng ăn đó thầy. Thôi được rồi, được rồi. Vậy thì hôm nay á, lên trên chùa này gặp thầy có chuyện gì không? Dạ thưa thầy, con muốn thầy cầu an cho chồng con. Con nói gì? Cầu an hả? Con muốn thầy cầu an cho chồng con. Chồng con chết rồi sao cầu an được? Ủa cái cầu gì thầy? Cầu vừa đủ xài hay gì thầy? Cái cầu gì mà con quên rồi, con không có nhớ đâu thầy ơi. Cầu cho người chết được siêu thoát, đó là ta gọi là cầu siêu. À vậy hả thầy? Ừ. Dạ thầy cầu siêu cho chồng con nghe thầy. Thôi được, bây giờ con về nhà đi. Con chuẩn bị nhang, đèn, hoa quả với lại một mâm cơm chay. Ngày mai con mang đến chùa, quý thầy sẽ làm lễ cúng cầu siêu cho chồng con. Ủa vậy hết rồi hả thầy? Ừ. Không có thầy ơi, con nghe ông bà nói là cúng người chết là phải giấy tiền vàng bạc nè, rồi mình đốt đồ, rồi đốt nhà, đốt xe nhiều nhiều xuống dưới cho người ta sung sướng á thầy. Vậy hả? Con có cần mua cái đó không thầy? Con định đốt cái gì thêm nữa không? Dạ con đốt nhiều giấy tiền vàng bạc ha. Ừ. Rồi con đốt nhiều đô la rồi đó. Ừ. Rồi cái con đốt chiếc xe xích lô cho chồng con thầy. Được thầy ha. Đốt xe xích lô luôn hả? Dạ. Tội nghiệp cho chồng con. Lúc còn sống ở trên dương trần á, thì anh ấy cứ còng lưng đạp xích lô. Giờ lại chết xuống dưới rồi, tưởng cứ được an nghỉ, ai dè cũng không thoát được cái nghiệp đạp xích lô. Nghe thầy hỏi nè. Ủa vậy giờ sao hả thầy? Sao con không có ý định là nâng cấp cho chồng con? Bây giờ thay vì mình đốt xích lô, mình cho anh lái cái khác nó cao cấp hơn chút đi. Đã đốt gì? Taxi. Ý của thầy là không cho chồng con đạp xích lô còng lưng nữa. Ừ. Chạy taxi hả thầy? Đúng vậy. Mà thôi thầy ơi, con giờ con muốn chồng con sung sướng à, không muốn chồng con phải đạp xích lô hay là chạy taxi nữa. Con sẽ cho chồng con sung sướng ở dưới là con sẽ đốt chiếc xe Audi nè, hay là lít sạch gì đó. Rồi con đốt nhiều tiền ơi là nhiều tiền cho dưới chồng con sung sướng. Coi như sung sướng, chồng con không có lên đây được nữa. Chồng con mà lên đây thấy con đánh con chết đó thầy, con sợ lắm. Ở dưới luôn nha. Con giếm chồng con ở dưới luôn không? Giếm luôn đi thầy. Đốt Audi như đốt lít xịt xuống dưới luôn không? Dạ con làm gì đơn thầy. Rồi con nghĩ xem chồng con có xài được không? Dạ được chứ thầy. Bởi vì người ta nói ở trên đây sao ở dưới y vậy thầy. Ở trên đây dưới y vậy đó hả? Dạ. Con xuống dưới chưa? Dạ chưa. Vậy sao con biết ở dưới? Thì con nghe ông bà nói là ở trên đây sao ở dưới y vậy đó. Hồi nãy giờ con cứ luôn miệng nói rằng ở dưới. Vậy bây giờ nghe thầy hỏi nè, con biết ở dưới là ở đâu không? Dạ thưa, ở dưới là ở âm phủ á thầy. Âm phủ là ở đâu? Dạ thưa, ở địa ngục á thầy. Địa ngục với thiên đàng có khác gì nhau không? Dạ thưa thầy, khác chứ thầy. Khác như thế nào? Dạ thưa thầy, ở địa ngục á là nơi hành hình những cái người đang có tội. Ở thiên đàng là những cái người không có tội nữa, người ta được lên thiên đàng. Khác không thầy? Con hiểu sự việc, nhưng tất cả những gì con làm lại rất là mê muội. Đã biết ở dưới âm phủ đó là nơi xử phạt những tội nhân. Các tội nhân đang lúc bị xử phạt thì làm sao mà có thể sử dụng được tất cả những đồ vật mà con đốt xuống dưới chứ, phải không nào? Giờ con phải làm sao thầy? Vậy con hỏi thầy, con hỏi thằng Công nha. Sao? Vậy làm sao là siêu thoát là sao thầy? Siêu thoát à? Dạ. Tùy nghiệp, có thể được đầu thai làm người. Phải làm người thầy? Đúng vậy. Cô làm cách nào đừng có để chồng con đầu thai làm người không thầy? Chồng con đầu thai làm người, chồng con quay lên đây thấy con là đánh con nữa thầy. Hoặc là chồng con biết con có chồng khác, chồng con giết con á thầy. Đừng cho đầu thai nữa thầy.
có thể sẽ được lên trên trời. Lên trời hả thầy? Ồ thôi lên trời đi thầy, lên trời nghe thầy ha. Con muốn chồng con lên trời à? Dạ con muốn chồng con lên trời mà. Vậy thì tại sao con lại đốt những cái thứ đó xuống dưới âm phủ chứ? Con thấy việc làm của con mâu thuẫn hay không? Nói chung nghe thầy nói, nếu muốn chồng con siêu thoát thì con thường xuyên tụng kinh niệm Phật, hay con cứ đến chùa này thường xuyên cúng và cầu siêu cho chồng của con mau chóng được siêu thoát. Ngoài ra con còn có thể làm được những việc thiện, chẳng hạn như đi những chuyến đi từ thiện, nhường cơm xẻ áo, rồi con có thể in kinh sách nói về đạo Phật tặng cho những người xung quanh, tặng cho các Phật tử gần xa. Có như thế thì chồng con mới mau chóng được siêu thoát. Trời ơi dễ gì hả thầy? Trời ơi thầy ơi, nói vậy là con làm được á. Con làm được á thầy. Ai cũng làm được chứ không riêng gì con. Ở cảm ơn thầy nha, bởi vì con nói gặp thầy giống như là gặp thánh sống. Gặp thầy giống như gặp Phật vậy đó. Bây giờ con về nha. Con về xong con giết gà, giết heo xong con cúng một mâm cơm. Con cúng cho ông bà, con cúng cho chồng con xong rồi con đi làm từ thiện á thầy. Nè. Con làm như vậy thì càng gây ra thêm tội lỗi. Đã cúng cho chồng mình siêu thoát rồi tại sao lại giết gà, giết heo chứ? Con làm như vậy là không khác gì sát sinh. Ủa mình phải cúng chứ thầy, phải cúng. Con gà, con heo, con bò hay tất cả các vật khác đều có linh hồn và còn có mạng sống nữa. Con làm như vậy, linh hồn của những con đó khi xuống với âm phủ gặp hồn của chồng con, không chừng xử đẹp chồng con đó. Đừng sát sanh con à. Vậy hả thầy? Chứ tại vì con thấy là phải ở dưới phải cúng mà phải ở dưới ăn chứ. Phải cho dưới ăn chứ. Không thầy? Không, tất cả mọi thứ người là chết do con người ăn. Chúng ta. Con nói gì? Người chết cũng phải ăn chứ. Ở trên sao dưới vậy mà thầy. Con thấy người chết ăn bao giờ chưa? Dạ con thấy rồi. Ăn mà tôi nói máu chảy vô miệng, chảy vô lưng hết trơn á. Con thấy ở đâu? Dạ con thấy trên phim á. Mồ. Đó là trên phim mà thôi. Còn ở ngoài đời làm gì chúng ta thấy người chết ăn bao giờ? Mọi người có thấy người chết ăn bao giờ chưa? Tất cả là do con người chúng ta bày vẽ ra mà thôi. Đó, nếu con nói như vậy, tại sao lúc mà con đốt những đồ vật cúng tế đó, con không đốt những cái con vật mà con vừa sát sinh đó, đốt xuống dưới luôn đi. Đốt mà nó cháy quéo lại, đen thui rồi, trên đây sao ăn thầy? Đó, thấy chưa? Do con người chúng ta ăn, do con người chúng ta bài vẽ mà thôi. Chứ người chết không bao giờ ăn được. Nghe. Dạ, hôm nay thầy nói con mới nghiệm ra, con ngộ ra đó thầy. Thôi giờ vậy thầy ơi, bây giờ mai con đến đây ha. Cái con mua trái cây bông hoa xong thì thầy cúng siêu thoát cho chồng con nha. Siêu thoát, chồng con càng siêu thoát thì con đỡ khổ thầy. Thầy hứa. Dạ, nha. Dạ con, chồng con siêu thoát là con đỡ khổ lắm. Ồ, nè. Chồng con siêu thoát thì chồng con mới đỡ khổ chứ sao con lại đỡ khổ được? Dạ tại vì con được tự do thì con đỡ khổ thầy. Không còn đánh đập con nữa. Con mô Phật con vô con đốt nhang trong chùa nha thầy. Con vào chùa đốt nhang đi. Dạ. Em làm sao cho chồng con chết đi đây? Chồng con, ở sao trong chùa mà chồng con không hiện hồn về được vậy thầy ơi? Đừng có đánh tôi sợ em, đừng có đánh tôi. Không, em ơi, anh không đánh em đâu, nha. Anh thề với em là anh không đánh em nữa, nha. Anh thề là anh không uống rượu chè gì nữa, anh không có rượu bia nữa, nha. Mình tỉnh lại nha, mình tỉnh lại, nha. Anh thề rồi, nha. Anh không uống rượu, anh không đánh em nữa. Em nghe. A Di Đà Phật. Chuyện này ra sao vậy? Dạ thưa thầy, đây là vợ con nè. Vợ con à? Dạ. Vậy con có phải là người chồng chạy xích lô đụng vào chiếc ô tô hay không? Dạ thầy ơi, con không có chạy xích lô thầy. Hồi nãy chính vợ con đã kể cho thầy nghe như vậy. À. Dạ, nói thật với thầy là vợ con là có thần kinh nhẹ, cho nên lúc tỉnh lúc mê. Còn chuyện tai nạn là có thật,
Dạ, cách đây mấy bữa là con nhậu xỉn quá, rồi con bị tai nạn, rồi con bất tỉnh luôn. Lúc tỉnh dậy thì con thấy sao con bình thường, con không có bị gì hết. Cái đó con mới ngộ ra, rồi con nguyện là con sẽ ăn chay, con đọc kinh, rồi con không uống rượu nữa, con không bao giờ đánh vợ nữa. Nhưng mà lúc đó vợ con hay tin con bị tai nạn, cái vợ con bấn loạn, hoảng loạn quá, rồi vợ con phát bệnh, rồi vợ con đi đâu không biết, mấy ngày nay con tìm vợ con không được, cái con bất lực quá. Con đi ngang qua chùa, cái con xin con vô chùa, rồi con xin Phật để cho con kiếm được vợ con, nhưng mà đúng là Phật màu nhiệm quá, con gặp vợ con nó nói rồi. Dạ, em ơi, anh thề là anh không đánh em nữa nha, anh là anh không uống rượu nữa, anh sẽ tu chí làm ăn. A Di Đà Phật. Như vậy là hai vợ chồng con đều được hoan hỷ cả rồi. Thôi, nhân tiện hôm nay thầy và các con gặp nhau ắt đã là cái duyên. Thầy mời các con vào trong chùa dùng một bữa cơm chay với thầy, rồi hãy ở lại đây cùng dự buổi thuyết pháp ở tại chùa này với tất cả các Phật tử ở nơi đây. Và ta mong rằng trên cõi đời này sẽ không còn có người nào uống rượu, say xỉn rồi về nhà hành hạ đánh đập vợ con. Có như thế thì cuộc đời này từng mái nhà, từng gia đình mới ấm no, hạnh phúc và an lạc. A Di Đà Phật. Quý vị đã vừa đến với tiểu phẩm ngắn Mong Chồng Siêu Thoát, tác giả Sĩ Cường với sự tham gia của các nghệ sĩ Cát Phượng, Quốc Thuận và Kiều Tuấn. Qua tiểu phẩm này đã gợi cho chúng ta nghĩ đến một hủ tục rất là lâu đời của người Việt Nam, đó là hủ tục đốt vàng mã với tiền vàng bạc. Anh Quân này không biết là anh Quân có biết hủ tục này đã có từ lúc nào hay không, nhưng Quỳnh Giang chỉ biết là có từ lâu đời lắm rồi, cứ truyền từ đời này sang đời khác mà nhà nào cũng đốt vào những ngày rằm tháng 7 hoặc là ngày giỗ, ngày lễ, ngày Tết. Thế nhưng mà có một điều chắc chắn là hủ tục này không thể có từ thời Đức Phật, bởi vì thời Đức Phật thì chưa có giấy cho nên không thể có hủ tục đốt vàng mã, phải không Quân? Anh Quân cũng nghĩ là như vậy. Và Quân được biết là hủ tục này được xuất phát từ Trung Quốc. Việc khởi đầu đó chính là tục đốt vàng mã vào những ngày rằm tháng 7. Và thưa quý vị, việc đốt vàng mã vào ngày rằm tháng 7 được khởi nguồn từ thời vua Đạt Tôn nhà Đường năm 762 bên Trung Hoa. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị về câu chuyện này. Nhằm lúc Phật giáo cực thịnh, một vị sư tên là Đạo Tăng muốn dân chúng theo về Phật giáo nên dụng tục đốt vàng mã của người dân, vào tâu với nhà vua rằng rằm tháng 7 là ngày của Diêm Vương ở Âm Phủ xét tội phúc thăng trầm. Nhà vua nên thông sức cho thiên hạ, trong lễ cúng gia tiên vào ngày rằm tháng 7 nên đốt nhiều vàng mã để cúng những thân nhân đã mất. Vua Đạt Tôn đang muốn được lòng dân nên liền hạ chiếu cho thiên hạ. Thế là nhân dân Trung Hoa lại được dịp thi nhau đốt vàng mã vào ngày rằm tháng 7 để cúng cho người thân. Nhưng thưa quý vị, chẳng bao lâu sau lại bị giới tăng sĩ Phật giáo công kích bài trừ vì cho rằng việc đốt vàng mã vào ngày lễ trọng của Phật giáo đã làm mất đi ý nghĩa. Cho nên dân chúng Trung Hoa thời đức kỳ đó đã nhận thức bỏ tục đốt vàng mã, làm cho các nhà sản xuất buôn bán vàng mã gần như bị thất nghiệp, nhất là người Vương Luân, dòng dõi của Vương Dũ, đã bịa đặt chế ra đồ vàng mã. Vì thế, Vương Luân mới bàn cùng với các bạn đồng nghiệp âm mưu phục hưng lại nghề hàng mã. Câu chuyện như sau. Một người giả cách ốm mấy hôm rồi tin chết được loan ra, còn cái xác giả chết kia lập tức được khâm liệm vào quan tài, đã có lỗ hổng và sẵn sàng thức ăn, nước uống. Đương khi xóm làng đến thăm viếng đông đúc, Vương Luân với gia nhân và họ hàng của ông đem cả hàng ngàn thứ đồ mã, trong đó có cả hình nhân thế mệnh, ra cúng người chết. Họ bày đàn cúng ở quan thiên phủ, địa phủ và nhân phủ. Khi mọi người khấn vái, bỗng trăm nghìn mắt như một trông thấy hai năm rõ mười, cỗ quan tài rung động lên. Chàng giả cách chết kia vờ lò dò ngồi dậy, điệu bộ lù đù như người chết đi sống lại, tuyên bố rằng
Nhờ cúng hình nhân thế mệnh nên mới được tha cho về nhân thế. Công chúng lúc đó ai cũng tưởng thật, cho rằng hình nhân có thể thế mệnh được, và thánh thần trong tam tứ phủ cùng ăn lễ đồ mã, tăng phúc, giảm tội và cho tăng thêm tuổi thọ. Từ đó về sau thì nghề hàng mã lại được phục hưng một cách nhanh chóng, và chuyện này được ghi lại trong Trực Ngôn Cảnh Giáo. Chà, nghe anh Quân nói thì Quỳnh Giang mới hiểu chính xác được về vấn đề này. Và hy vọng rằng cũng như Quỳnh Giang, sau khi mà mọi người đã hiểu được câu chuyện này thì chúng ta sẽ cùng nhau bỏ đi hủ tục này, để mỗi năm chúng ta không phải quá tốn kém vào việc đốt vàng mã nữa. Vâng, thưa quý vị, Quỳnh Giang nhắc đến hủ tục đốt vàng mã thì chúng ta cũng có rất nhiều những câu chuyện xung quanh đó. Ví dụ như Quân cũng được biết là có những gia đình đã phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua nhà này, mua xe này, mua thẻ ATM bằng giấy để đốt cho những người thân của mình, với một mong muốn rằng là đốt càng nhiều thì người thân sẽ càng nhận được nhiều và họ sẽ trở về để phù hộ độ trì cho con cháu ăn nên làm ra. Và thưa quý vị, đó là những tục lệ mà chúng ta thường làm trong rất nhiều năm vừa qua. Nhưng mà quý vị cũng đồng ý với chúng tôi rằng là khi chúng ta gặp những cái điều bất trắc hoặc là hiểm nguy trong cuộc sống thì chúng ta mới thấy rằng cuộc sống này quá mong manh và sự sống được tính đếm trong từng sát na. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức một ca khúc để cùng chia sẻ những cảm xúc về cuộc sống như vậy. Bài hát được mang tên Mong Manh, sáng tác Tâm Quốc, với phần biểu diễn của ca sĩ Hồ Quang Hiếu cùng phần minh họa của vũ đoàn Yo. Nơi đâu cần một làn gió qua, sương rơi nhanh trên đất, hạnh phúc như hoa khoe sắc hương trong vườn. Một làn gió vương hoa chẳng còn hương, đời sống mong manh như sao băng ngang trời, tìm lại dáng xương nhưng nào đâu thấy, được mất hắn thua như chim bao mộng mị, tình mộng mới hay đời là một cuộc chơi. Đã biết như thế, xin người thôi đau tranh. Sống để yêu thương, đem hạnh phúc cho người. Cố gắng sống tốt, cho xuân đời luôn thắm tươi. Gắn kết tình yêu, cho nhân loại an bình. Đời người là thế, kiếp sống thật mong manh. Sống tốt hôm nay, sẽ thấy được an lành. Dù cuộc đời có, những tiếc nuối xót thương, ta vẫn trên vôi, luôn hé nở nụ. Nơi đâu cần một làn gió qua, sương rơi nhẹ trên đất, hạnh phúc như hoa khoe sắc hương trong vườn. Một làn gió vương hoa chẳng còn hương, đời sống mong manh như sao băng ngang trời, tìm lại dáng xương nhưng nào đâu thấy, được mất hắn thua như chim bao mộng mị, tình mộng mới hay đời là một cuộc chơi. Đã biết như thế, xin người thôi đau tranh. Sống để yêu thương, đem hạnh phúc cho người. Cố gắng sống tốt, cho xuân đời luôn thắm tươi. Gắn kết tình yêu, cho nhân loại an bình. Đời người là thế, kiếp sống thật mong manh. Sống tốt hôm nay, sẽ thấy được an lành. Dù cuộc đời có, những tiếc nuối xót thương, ta vẫn trên môi, luôn hé nở nụ loài an bình. Đời người là thế, kiếp sống thật mong manh. Sống tốt hôm nay sẽ thấy được an lành. Dù cuộc đời có những tiếc nuối xót thương, ta vẫn trên môi luôn hé nở nụ cười.
Kính thưa quý vị, cuộc sống với những khổ đau và với những lo toan luôn khiến cho chúng ta cảm thấy bất an, để rồi ngày càng có nhiều người tìm về bên hoa tâm của chính mình để có thể cùng nhau mang yêu thương tới khắp muôn nơi như hoa sen tỏa ngát bốn phương. Và nhắc đến sen là nhắc đến loài hoa với vẻ đẹp thanh tao, thuần khiết, được chọn là biểu tượng quốc hoa của Việt Nam và cũng là biểu tượng của người con Phật. Như tất cả chúng ta đều biết, hoa sen mọc lên từ bùn lầy, từ rác rưởi nhơ nhớp. Hoa sen vượt khỏi bùn, nhú lên mặt nước, vươn mình lên cao để cuối cùng tỏa ngát hương thơm. Những giai đoạn này rất gần gũi với quá trình thăng hoa của mỗi chúng ta, bởi vì nếu không có bùn lầy, không có những chất bẩn nuôi dưỡng thì hoa sen không sống được. Và loài hoa này không thể trồng trên đất khô cằn và cũng không thể trồng trên đất sạch sẽ, mà nó lại được nảy mầm ra hoa từ chỗ bùn lầy nước động. Một khi nụ đã tròn, hoa đã nở thì mùi hương không gì sánh nổi. Cũng vậy, chúng ta không thể rời cuộc sống này để đi tìm đạo lý giác ngộ giải thoát. Ngay nơi đời sống ồn ào nhơ nhiễm, nếu chúng ta biết tu, biết gạn lọc để vươn lên thì ta sẽ thoát khỏi mọi đau khổ. Và từ chỗ nhơ nhiễm, chúng ta sẽ phát huy được đặc tính cao khiết quý báu nhất của mình. Ta sẽ sống an lạc ngay tại chốn ô trược. Và cảm niệm được ý nghĩa này, nhạc sĩ Trúc Linh đã viết nên ca khúc Nụ cười sen nở. Sau đây, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc này qua giọng hát của nam ca sĩ Đức Tuấn và vũ đoàn ABC. Nở nụ cười, một nụ cười vui tươi trước khi nhắm mắt. Hãy để lại nụ cười, một nụ cười an nhiên sau khi mơ, để thấy trong ta thanh thoát nhẹ nhàng, để thấy quanh ta thân hữu bạn bè. Trong con giây phút bình yên, lá khô rơi về cội, nước chảy xuôi về nguồn, tự xanh trong trong lá gió thoảng vào hư không. Mơ là thật, sông đầy gió muôn trùng, hợp tan như bóng mưa giữa biển đời mênh nụ cười, một nụ cười vui tươi trước khi nhắm mắt. Hãy để lại nụ cười, một nụ cười an nhiên sau khi mất, để có nhân duyên buông hết muộn phiền, để có yêu thương tha thứ tội tình. Trái tim thơm ngát từ bi, ánh trăng soi dịu hiền, chiêu tỏa tâm thanh tịnh. Lặng nghe kinh Bát Nhã, cõi vô thường bay qua. Sen
năm sắc chiêu đưa ta vào an vui. Hãy nở nụ cười, một nụ cười vui tươi, hãy để lại nụ cười, một nụ cười an nhiên. Hãy nở nụ cười, một nụ cười vui tươi, hãy để lại nụ cười, một nụ cười an nhiên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lòng tôi thương nhớ thật đầy. Tôi vẫn yêu ngày xưa đẹp ấy, bên hiền chùa câu hát thơ ngây. Tuy xa vời nhưng còn đây, quê hương này trong lòng mãi không phai. Muôn đời tuổi thắm Huế luôn xinh đẹp, chào đón tương lai. Xa đàn tìm về ngày xưa, tôi như nay kia thêm dòng nước mơ. Đi tìm lời ru nữ thân mặt trời, tìm trắng cô chàng đam xa. Lắng nghe ca khúc Bài ca nhớ Huế, sáng tác Uy Thi Ca với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Lệ, và ca khúc Tôi tin Phật
sáng tác Đặng Được với tiếng hát của ca sĩ Blada cùng phần minh họa của vũ đoàn ABC và vũ đoàn Hoàn Vũ. Thưa quý vị, và để trở lại chương trình, thay mặt ban tổ chức, cho phép chúng tôi xin có vài lời chia sẻ cùng quý vị. Quý vị thân mến, Diệu Âm Hoàng Pháp đến lần này là đã được 4 kỳ ra mắt quý khán giả. Với sự cố gắng và hỗ trợ từ các ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên, đạo diễn và các kỹ thuật viên, chương trình đã ít nhiều tạo được tiếng vang đối với các giới Phật tử xa gần. Và đặc biệt, sự thành công đó có sự đóng góp to lớn của các nhạc sĩ đã viết lên các ca khúc Phật giáo. Kính thưa quý vị, trong thời buổi hiện nay với dòng nhạc thị trường và rất nhiều những ca khúc với những ca từ xa rời cõi Phật, thì thật quý giá thay khi chúng ta có được những bài hát thật hay, thật đẹp và thật ý nghĩa viết về Phật giáo. Và càng đáng trân quý hơn khi mà những sáng tác ấy được viết từ chính tấm lòng thiện nguyện hướng về với Phật Pháp. Và ngày hôm nay, điều mà chúng tôi muốn được chia sẻ với tất cả quý vị đó chính là sự tri ân của ban tổ chức dành đến những đóng góp quá lớn lao của các nhạc sĩ khắp mọi miền đất nước để Diệu Âm Hoàng Pháp có thể đến với chúng ta và diễn ra thành công tốt đẹp. Ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời các nhạc sĩ và đạo diễn của chương trình sẽ lên sân khấu để nhận hoa và kỷ niệm chương cảm ơn của ban tổ chức thay cho lời cảm ơn chân thành nhất của chúng tôi. Vâng, xin được mời lên sân khấu nhạc sĩ Quý Luân, nhạc sĩ Hà Mai Tân, nhạc sĩ Trúc Linh, nhạc sĩ Giác An, nhạc sĩ Tịnh Hải. Xin được mời nhạc sĩ Đặng Được, nhạc sĩ Phạm Trường, nhạc sĩ Đặng Công Ninh, nhạc sĩ Quỳnh Hoa, nhạc sĩ Nguyên Mãn. Xin mời nhạc sĩ Hưng Việt, nhạc sĩ Thế Phương, nhạc sĩ Trường Khánh, nhạc sĩ Cao Tâm, nhạc sĩ Bình Minh và đạo diễn Hồng Phước. Chúng tôi cũng xin được nói lời cảm ơn đến toàn bộ ekip thực hiện chương trình Diệu Âm Hoàng Pháp 4 ngày hôm nay. Và sau đây chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay để chào đón các nhạc sĩ sẽ cùng lên sân khấu. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Nguyện, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Đà Nẵng. Và xin được cung thỉnh Hòa Thượng Thích Huệ Thường, Phó trưởng Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Đà Nẵng sẽ lên sân khấu để tặng hoa và kỷ niệm chương cho các nhạc sĩ và đạo diễn của chương trình ngày hôm nay. Chỉ trong giây phút này. Kính thưa quý vị, đây là những nhạc sĩ đã có những sáng tác thật là đẹp viết về Phật giáo mà quý vị được nghe ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta khi chúng ta đã có tâm Phật rồi thì chúng ta sẽ có sự đồng điệu, sự đồng cảm với những giai điệu âm nhạc viết về Phật giáo như mà ngày hôm nay chúng ta đã được lắng nghe. Và chúng tôi hy vọng rằng những giai điệu âm nhạc đó sẽ theo quý vị suốt cả cuộc đời để chúng ta luôn tìm thấy sự bình an, sự tĩnh tâm trong chính tâm hồn của mình. Tan hợp lớp phong ba trong thế giới quanh ta, bao sự việc xảy ra, chiến tranh hòa bình vui và khổ, sinh ly tứ biệt lệ xót xa. Chỉ trong giây phút này cả thế giới hiện bày, hạnh phúc đau khổ và được mất, vinh nhục đời người mãi đổi thay. Chỉ trong giây phút này. Chúng ta hãy cùng dành thêm một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt nữa để cảm ơn các nhạc sĩ và cảm ơn đạo diễn Lê Hồng Phước. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các nhạc sĩ và đạo diễn Lê Hồng Phước, và mong rằng trong thời gian sắp tới với tất cả tấm chân tình của mình, các vị cũng sẽ tiếp tục có những ca khúc Phật giáo thật hay để phục vụ cho đạo Pháp và đặc biệt là cho chương trình Diệu Âm Hoàng Pháp. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và thưa quý vị, để tổ chức suôn sẻ được chương trình như hôm nay, ban tổ chức đã nhận được sự hỗ trợ hết mình từ các Phật tử gần xa. Tất cả đã đến với Diệu Âm Hoằng Pháp 4 bằng tất cả tấm lòng hảo tâm lớn lao nhất. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời các nhà hảo tâm cùng lên sân khấu. Xin được trân trọng kính mời ông Lê Phước Vũ, pháp danh Hoàng Lược, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Tôn Hoa Sen. Trân trọng kính mời bà Trần Thị Kim Lan, pháp danh Diệu Hương. Trân trọng kính mời bà Trần Thị Thu Thủy,
pháp danh Nguyên Văn. Trân trọng kính mời bà Đặng Thị Thu Thủy, pháp danh Tâm Mãn. Trân trọng kính mời lên sân khấu bà Trần Xuân Đào, pháp danh Liễu Tịnh. Trân trọng kính mời bà Bùi Thị Tuyết Mai, pháp danh Liên Mai. Trân trọng kính mời bà Hoài Thị Thu Quang, pháp danh Quảng Vinh. Và xin trân trọng kính mời ông Bùi Đức Dũng, pháp danh Định Quang. Chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời ông Trần Ngọc Tâm, giám đốc công ty du lịch Vitour. Và sau đây chúng tôi xin được cung thỉnh Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì Chùa Hoàng Pháp Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức. Và xin được cung thỉnh Đại Đức Thích Thông Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban trị sự kiêm Chánh thư ký Thành hội Phật giáo Đà Nẵng lên sân khấu trao hoa và kỷ niệm chương cho các nhà hảo tâm của chúng ta. Chỉ trong giây phút này. Và chúng tôi xin được một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành và tri ân sâu sắc nhất đến tấm lòng của tất cả quý vị. Chỉ trong giây phút này, thế giới diễn từng ngày, nơi thừa nơi thiếu, nơi đói khát, người cười kẻ khóc mãi vần xoay. Trong thế giới quanh ta bao cảm xúc chan hòa, mừng giận buồn vui thương ghét muôn hợp tan tan hợp lẫm phong ba. Trong thế giới quanh ta. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã được nghe những ca khúc nói về sen, về niềm tin yêu quê hương xứ sở và trên hết là niềm tin vào cõi Phật từ bi. Bởi giữa cuộc đời đau thương này, chúng con vẫn luôn được mẹ che chở, luôn được mẹ bảo bọc, bởi mẹ luôn thương đàn con chịu đau thương, sống trong bể khổ trầm luân. Và hôm nay, chúng con quay về nơi đây để hương từ chiếu tỏa mây bay, muôn lòng ấm lại hôm nay, nhành dương cứu khổ từ đây. Đó cũng chính là những ca từ ngọt ngào trong ca khúc Nhành Dương Cứu Khổ của tác giả Trường Khánh. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng lòng hướng về mẹ Quán Thế Âm và cùng lắng nghe những giai điệu thật ngọt ngào của ca khúc này với tiếng hát của nam ca sĩ Dương Ngọc Thái. Cạnh núi đồi thiêng liêng, mắt mẹ đang nhìn uy nghiêm, thương đàn con chịu đau thương, sống trong bể khổ trầm luân. Con quỳ trước mẹ nếm hương, mắt buồn giữ lệ vương vương, nhắc thăm tên mẹ yêu thương, xin mẹ chứng chỉ lòng con. Quan Âm mẹ hiền, xin mẹ thương chúng con, giọt nước cảnh dương xóa sạch bão yêu phiền. Nam mô mẫu từ, tay mẹ thương đón đưa, vạn kiếp trần lao mẹ đã dẫn thân vào. Con đã quay về nơi đây, hướng từ chân
chiếu tòa mây bay. Muôn lòng ấm lại hôm nay, nhanh dương kêu khổ từ đây. Nơi cạnh núi đồi thiêng liêng, mắt mẹ đang nhìn uy nghiêm, thương đàn con chịu đau thương, sống trong bể khổ trầm luân. Con quỳ trước mẹ nếm hương, mắt buồn giữ lệ vương vương, nhắc thăm tên mẹ yêu thương, xin mẹ chứng chỉ lòng con. Quan Âm mẹ hiền, xin mẹ thương chúng con. Giọt nước cạnh dương xóa sạch bão yêu phiền. Nam mô Mẫu Từ, tay mẹ thương đón đưa. Vạn kiếp trần lao, mẹ đã dấn thân vào. Con đã quay về nơi đây, hương từ chiếu tòa mây bay. Muôn lòng ấm lại hôm nay, nhanh dương kêu khổ từ đây. Muôn lòng ấm lại hôm nay, nhanh dương kêu khổ từ đây. Trong gang tấc nhìn người con kẻ mất, nợ vương suốt một đời và mãi đến mai sau. Đừng đợi bao niềm đau, hại nhau trong lúc cười rồi lúc khóc nhận ra ta chỉ là đi qua. Hạnh phúc trên mây, thân tâm ta tu đây mà ta nào có hay. Sao ta không từng ngày chọn cuộc sống thanh cao, đem yêu thương giạt giao thầm trao đến cho đời. Đường đời không xa lắm, nhìn người
người con mãi đáng lời danh suốt một đời rồi nước mắt tuôn rơi. Đường đời bao đầy vơi gặp nhau không oán hờn vì đến lúc nhận ra ta chỉ là đi qua. Đường đời trong gang tấc nhìn người con kẻ mất nợ vương suốt một đời và mãi đến mai sau. Đường đời bao niềm đau hại nhau trong lúng cười rồi lúng không nhận ra ta chỉ là đi qua. Hạnh phúc trên mây thân tâm ta tu đây mà ta nào có hay sao ta không từng ngày chọn cuộc sống thanh cao đem yêu thương dạt dào thầm trao đến cho đời. Đường đời không xa lắm nhìn người con mãi đáng lời danh suốt một đời rồi nước mắt tuôn rơi. Đường đời bao đầy vơi gặp nhau không oán hờn vì đến lúc nhận ra ta chỉ là đi qua. Đời bao đầy vơi gặp nhau không oán hờn vì đến lúc nhận ra ta chỉ là đi qua. Nơi mẹ
chàng lắng, chàng nghiêm chắp tay. Mẹ nguyện, mẹ chắp tay cầu, cầu cho con luôn sướng vui, và cầu cho muôn nhà an lành, cõi bình yên không còn có chiến. Kính thưa Chư Tôn, Thiền Đức Tăng Ni, quý vị quan khách và quý vị Phật tử gần xa. Và đến đây, chương trình ca nhạc Diệu Âm Hoằng Pháp 4 với chủ đề Vui trong ánh đạo của chúng tôi xin được khép lại. Chúng tôi xin được một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã đến đây tham dự và dành tình cảm yêu mến cho chương trình này. Chúng tôi luôn hy vọng sẽ mang chương trình này đến được với khắp mọi miền của đất nước và trên thế giới xa xôi, và ước mong sẽ luôn nhận được sự tin yêu của tất cả quý vị khán giả gần xa. Và kính chúc quý vị sẽ vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, và sẽ luôn sống trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Và ngay sau đây chúng tôi xin được mời tất cả các anh chị em nghệ sĩ sẽ cùng ra sân khấu để ban tổ chức được trao hoa và quà lưu niệm cho các nghệ sĩ tham dự trong chương trình ngày hôm nay. Chúng con xin được cung kính Hòa thượng Thích Thiện Toàn, Ủy viên Dự khuyết Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Trị sự Thành hội Phật giáo Đà Nẵng. Xin được cung thỉnh Thượng tọa Thích Từ Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Trị sự Thành hội Phật giáo Đà Nẵng. Xin được cung thỉnh Thượng tọa Thích Huệ Vinh, Trưởng ban Văn hóa Thành hội Phật giáo Đà Nẵng. Và xin được cung thỉnh Thượng tọa Thích Trần Tính, Chủ trì chùa Hoàng Pháp, trưởng ban tổ chức sẽ lên trao hoa và quà lưu niệm cho các anh chị em nghệ sĩ tham dự trong chương trình Diệu Âm Hoàng Pháp 4. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và xin kính chúc quý vị có được một đêm an lạc hạnh phúc. Dành đầu trên môi trong cuộc đời mãi luôn sáng tươi, đừng như thiêu thân sống trong bóng tối, vì thay ánh sáng cứ mãi lao vào để rồi tiếc nuối muộn màng. Tôi ơi, hãy sống tốt cho ngày mai.
dang dòng đôi cánh tay. Hãy yêu thương cuộc sống này, vì còn nhiều mảnh đời chưa cay. Cần một bờ vai chở che em này, cần một lời nói phát từ trái tim, cần một âm thanh xóa tan đi hiệu quạnh. Cuộc đời sẽ đẹp lắm. Hãy mang yêu thương đến muôn nơi khắp lối, hãy đem hạnh phúc đến với mọi người. Nụ cười sẽ mãi dành ở trên môi cho cuộc đời mãi luôn sáng tươi. Đừng cứ thiếu thân sống trong bóng tối, khi thấy ánh sáng cứ mãi lao vào, để rồi tiếc nuối muôn màn tôi ơi. Hãy sống tốt cho ngày mai, quên đi buồn đau, quên đi tháng ngày, buồn phiền cô sầu, và hãy bước qua nhọc nhằn bao đắng cay, để thế quanh ta hạnh phúc được tràn đầy. Và hãy sống cho đời, hãy sống cho người, cho tình yêu bay xa khắp nơi. Hãy mang yêu thương đến muôn nơi khắp lối, hãy đem hạnh phúc đến với mọi người. Nụ cười sẽ mãi dành ở trên môi cho cuộc đời mãi luôn sáng tươi. Đừng như thiếu thân sống trong bóng tối, thì thấy ánh sáng cứ mãi lao vào, để rồi tiếc nuối muôn màng tôi ơi. Hãy sống tốt cho ngày mai,